chào các bạn. Hôm nay cô trò mình lại gặp nhau rồi. Hôm nay cô sẽ dạy cho các bạn một cái phần mềm dùng để chỉnh sửa ảnh hoặc là tạo một cái phim mới, đó là phần mềm Photo Story Street for Windows. Đầu tiên khi mình khởi động phần mềm lên thì đây là giao diện của phần mềm Photo Story, là phần mềm làm phim ha, tạo phim. Thì mình chọn Begin để bắt đầu, là một cái dự án mới hay là gọi là một cái bộ phim mới. Edit là để mình chỉnh sửa cái phim đó. Layer Star nghĩa là mình xem phim á, nghĩa là mình xem phim rồi. Thì đầu tiên mình chưa có phim thì mình tạo ngay một bộ phim, mình mở vô Begin History. Tiếp theo đây là giao diện thứ hai. Có nghĩa là dùng để đưa ảnh vào hoặc là ép ảnh vào
motion. Custom motion là dùng để làm gì? Custom motion là dùng để tạo hiệu ứng. Ở đây, mình cho cái hiệu ứng thời gian, hiệu ứng thời gian trong vòng mấy phút, mấy giây nè. Number là hoặc là mình set auto-tuning là tự động. Còn cái này là mình chọn ở đây thì mình có thể chọn chờ giờ ha. Rồi, mình chọn transition. Lặp lại giúp cô. Transition. Transition là dùng để tạo hiệu ứng. Mình sẽ nhìn coi cái hiệu ứng này nha. Đấy, hiệu ứng. Rồi, mỗi một cái như vậy mình chọn sell hoặc mà mình đưa qua một tranh thứ hai. Rồi mình chọn hiệu ứng tiếp theo. Rồi. Mình có thể chỉnh lại cái thời gian cho từng trang. Rồi mình chọn sell. Tương tự mình chọn. Rồi, ví dụ mình chọn một cái hiệu ứng nào ở dưới đây. Rồi mình chọn sell. Và xong hết rồi. Còn cái nào nữa thì mình sẽ cũng tạo một cái hiệu ứng. Rồi chọn sell. Lưu lại. Mình không thích thì mình reset lại ha, reset có nghĩa là mình trở lại cái thao tác cũ và mình hủy cái thao tác cũ, mình làm lại cái thao tác mới. Thì cô trong cái cô sẽ chọn close. Tiếp theo mình chọn né tiếp. Đây là select music, mình chọn cái loại nhạc để mình đưa vào trong bài trong cái của mình. Hoặc là Rick Music. Sau đó mình Rick Music. Mình chọn cái kỹ gì. Rồi mình sell lại. Ở đây các bạn lưu ý giúp cô ha. Mình sell lại ở khu vực này. Mình sell đây có hai dạng. Mình sell project có nghĩa là mình sell một cái phim làm. Nghĩa là cái dạng thử. Làm thử thôi. Nghĩa là nó chưa có được làm nháp á. Dạng nháp á. Chưa có được chuẩn thì để mình chỉnh sửa lại. Thì mình chọn sell project. Mình chọn thư mục của mình. Thư mục là OD, computer, chọn OD. Sau đó mình chọn vô trong cái thư mục của mình. Ở đây cô chọn tên của cô. Và cô chọn một cái thư mục nữa. Đó là thư mục học đây. Và cô ghi là bài. Cô ví dụ sau đó mình sẽ chọn gì? Mình lưu lại. Bài 2. Đây. Tôi đây. Sau đó mình sẽ lưu. Mình lưu rồi. Mình chọn nét. Mình sẽ coi mình lưu, mình có thể gửi đi đâu. Mình gửi qua máy tính. Mình gửi qua tin nhắn. Mình gửi qua cái mobile phone chạy đó. Hoặc là bây giờ mình chọn lưu thành phim luôn nha. Cô Lý các bạn đây là cái lưu thành phim. Thì mình chọn lưu thành phim là file names. A new story. Mình lưu thành phim luôn. Thì mình chọn vào browse. Bài 2. Rồi mình chọn lưu thành phim. Thì mình sẽ chọn vào lưu như thế nào? Ở đây nó có cái dạng là WMV. WMV. Thì mình chọn sell luôn. Hoặc là mình chọn lại. Ở đây nó có dạng MP4 không? Mình chọn sell luôn. Rồi mình sell rồi. Sell rồi. Mình chọn. Để mình xem lại. View a story.
rồi sau đó mình ngưng rồi thì mình chọn exit. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Khi các bạn xem phim xong, các bạn nhớ thao tác và các bạn like hoặc là comment lại với cô. Các bạn sẽ làm bài tập ở các trang, các hoạt động ở trong sách cô ha. Khi mình coi ở nhà.